Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới. Chào mừng bạn đã trở lại với kênh phim 360 Review, mình là Thương Thương. Trong video này, mình sẽ review tóm tắt nội dung của tập 13 Minh Châu Rực Rỡ, một bộ phim Thái Lan làm mưa làm gió màn ảnh nửa đầu năm 2021. Ở tập 12, hẳn bạn còn nhớ chị Lắc, tức là chị gái của nam chính Ran, đã có màn ghen tuông động trời với cô em dâu xinh đẹp Giao Múc. Màn đánh ghen này nhìn về phía chị Lắc, theo mình là khó trách Lắc được, bởi nguyên nhân chính là do anh chồng Danai cứ cố tình tiếp cận, thả thính Giao Múc dù Giao Múc đã tỏ rõ thái độ dằn mặt anh rể không ít lần. Bước sang tập 13, chị Lắc tiếp tục kế hoạch trừ khử em dâu. Và để kế hoạch này thành công, Lắc cần tới sự giúp đỡ của hai người là Nút, người tình cũ của Ran và Win, một đồng nghiệp nam của Giao Múc. Với Nút, chị Lắc thúc giục Nút nối lại tình xưa cùng Ran. Lắc còn khẳng định chắc nịch rằng Nút là mối tình đầu khiến Ran đau đớn, nên Ran không thể quên Nút một cách dễ dàng. Về phía Win, Lắc nhờ Win quyến rũ Giao Múc khiến nữ DJ phải siêu lòng. Nói một chút về Win, anh chàng này không chỉ là cấp dưới khiến Lắc tin tưởng mà còn là người có mối quan hệ khá đậm sâu với Lắc từ thuở còn thơ. Trong quá khứ, Win từng ra tay đánh Danai, người chồng hiện tại của Lắc, vì nghĩ Danai tiếp cận Lắc với ý muốn trèo cao và làm Lắc đau lòng. Thậm chí Win còn chứng kiến cả cảnh Danai cầu hôn Lắc. Nếu có cuộc bình chọn những nhân vật nào tỉnh táo nhất Minh Châu Rực Rỡ, thì theo mình, Win không thể nào không có phần được, bởi chỉ có Win mới nhìn ra được bộ mặt thật của Danai. Thế nhưng, phim cũng như đời bạn ạ, không phải Win có lòng là Lắc có bụng, không phải Win thích Lắc là được Lắc đáp lại. Bởi chuyện quá khứ rối ren nên giữa Win và Danai tồn tại mâu thuẫn lớn. Win không tin Danai là người tốt, còn Danai cũng chẳng vừa mắt với thái độ chỉ có Lắc là sếp của đối phương. Ngay sau khi được Lắc triển khai kế hoạch, Nút bắt đầu khiêu khích đối thủ bằng cách gửi cho Giao Múc xem hình tại quán nước. Tại quán nước này, trước đây Ran đã tỏ tình với Nút trước mặt Giao Múc. Không chỉ vậy, Nút còn đòi gọi Ran đến quán để uống nước với mình. Nút nói rằng bản thân mình là than cũ, dễ cháy lại tình xưa, chẳng giống Giao Múc là loại than ẩm, đốt thế nào cũng không lên được lửa. Nếu bạn là fan phim Thái, bạn thấy màn khẩu chiến giữa tình cũ Nút và tình mới Giao Múc như thế nào, đã đủ độ sâu cay chưa? Trở lại với Giao Múc, sợ chồng sẽ theo gái, Giao Múc lập tức đi cướp điện thoại của Ran và cấm anh không được đi gặp Nút. Thấy vẻ mặt hung hăng và lời đe dọa nhân danh vợ trên pháp luật từ Giao Múc, Ran lại càng muốn làm ngược lại. Anh tuyên bố sẽ không làm theo bất cứ lời cấm đoán nào từ Giao Múc. Ran càng làm trái ý mình, Giao Múc càng nóng giận. Giao Múc dọa sẽ kiện Ran ra tòa vì tội ngoại tình. Trong lúc rằng có điện thoại, nữ DJ xinh đẹp đã ngã xuống bể bơi. Ran định bỏ đi, nhưng thấy mãi mà Giao Múc không lên được bờ. Ran hoảng hốt đi cứu Giao Múc. Ran hốt hoảng cũng phải, fan này Giao Múc có làm sao thì Ran cũng liên lụy chứ chẳng chơi. Hóa ra, Giao Múc chỉ lừa chồng để anh không tới chỗ Nút. Tức giận vì bị vợ bỡn cợt, Ran đi vào nhà, để mặc Giao Múc dưới hồ bơi. Lại một lần nữa Giao Múc lặn sâu xuống hồ để thanh tẩy đầu óc. Khi Giao Múc ngoi lên, người cô nhìn thấy lại là Ma Rút, bạn trai của chồng cô. Ma Rút ân cần đưa tay kéo nữ chính lên bờ. Chẳng những vậy, sau khi vào nhà, nữ chính còn bôi thuốc cho Ma Rút một cách tình cảm. Nhân lúc này, Ma Rút bèn nắm tay cô. Đương nhiên, cảnh tượng này đã lọt ngay vào tầm mắt Ran, khiến Ran nổi đóa lên. Đã chán việc phải tranh giường ngủ với vợ, Ran dọn đồ sang ngủ với Ma Rút để vừa được ngủ ngon, vừa tiện bàn bạc công việc. Chẳng ngờ, nữ chính tới tận phòng Ma Rút và đòi ngủ chung với hai người. Nữ chính không tin rằng chồng mình và Ma Rút là một cặp, bởi vậy cô thách hai người hôn nhau. Để nhanh chóng kết thúc mối tơ vò, trợ lý thân cận của Ma Rút đã đẩy Ma Rút, khiến Ma Rút mất đà và lao thẳng đến chỗ Ran với nụ hôn môi nồng cháy. Tuy nhiên, nữ chính vẫn nhất quyết ở chung phòng với Ran và Ma Rút. Rốt cuộc, cô gái duy nhất trong căn nhà được hưởng đặc ân nằm ngủ giữa hai trai đẹp. Việc xuất hiện người phụ nữ xinh đẹp ở giữa khiến Ran và Ma Rút cùng thao thức cả đêm. Về phía Pet, em gái Giao Múc, Pet vẫn còn thầm thương trộm nhớ Ma Rút. Pet không thể ngăn mình đừng nhìn thần tượng, nhưng Pet cũng lại thấy tình cảm của bản thân là tội lỗi. Cô không muốn chen ngang vào tình yêu của Ma Rút và Ran. Minh Châu Rực Rỡ có độ dài 30 tập, như vậy, chặng đường để các cặp đôi, đặc biệt là nam chính Ran và nữ chính Giao Múc đến với nhau chắc chắn còn nhiều gian nan. Phim cũng hứa hẹn sẽ mang tới cho người xem thêm nhiều phân cảnh hấp dẫn, cay cấn. Để biết diễn biến tiếp theo, hãy đón xem các video tóm tắt các tập tiếp theo của Minh Châu Rực Rỡ. Một lần nữa cảm ơn bạn đã xem video của mình và đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ bất cứ video review các phim hot nào của kênh phim 360 Review nhé. Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới.